biết rồi. Ủa không, chị Hà Châu không có trong đó không? Đâu? Anh ba tổng có nhà nào mà Hồng Nguyên không? Như con. Nhà nó mới đợi, đợi luôn. Xe này cũ. Cười với nhau đi. Làm xấu rồi. Cái này là kênh thứ mấy rồi, không quên rồi.